Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 3 Global Success và lập sách bài tập bổ trợ. Hôm nay chúng ta vào bài Starter. Bài Starter của chúng ta từ vựng 1 là số 1, 2 số 2, 3 số 3, 4 là số 4, 5 là số 5, 6 là số 6, 7 số 7, 8 là số 8, 9 số 9, 10 số 10. Rồi, về cái bảng chữ cái của chúng ta, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Rồi, phần B là phần exercises, bài tập. Look and tick or cross. Đây là số 4. 4, đúng rồi, dành cho tick. Đây là số 1, mà người ta ghi 10 là sai. Câu số 3, số 2 mà người ta ghi tree, tree là sai nha. Đây là số 2 chứ không phải số 3. Đây là số 2. 7 này, đúng rồi, đánh dấu tích. Câu tiếp theo, 6, đúng rồi. 1 mà đây là số 10 là sai. Tiếp theo, số 3, tree là đúng. Câu tiếp theo, số 9 mà ghi là two là sai bét. Rồi, số 8, 8 là đúng. Đây số 5 ghi file là đúng luôn. Rồi sang bài exercise 2, fill in the blank with the correct letter. Điền vào chỗ trống với từ đúng này. Số 2 là thiếu chu này, số 9 là thiếu chữ n, rồi số 8 là thiếu chữ h. Tiếp theo, số 1 là thiếu chữ n, số 7 là thiếu chữ e, số 5 là thiếu chữ i, rồi thiếu số 10 là thiếu chữ e, số 4 là thiếu chữ o u, số 3 là thiếu chữ r. Rồi, số bài này là bài sắp xếp lại ha. Câu số 1 là 7. Câu số 2 là gì? Câu số 2 câu số 2 là 5. Câu số 3 9. Câu số 4 là gì? 1. Câu số 5 là 4. Câu số 6 là gì? Câu số 6 là 8. Câu số 7 là 6. Câu số 8 là chu. Câu số 9 là tree. Rồi ok, exercise 4. Look and write the correct answer. Tree mà cộng với 4 thì bằng 7 nha. Rồi, câu số 1 10 mà trừ đi 5 thì sẽ bằng 5. Chu cộng với 8 sẽ là 10. 2 cộng với 8 sẽ bằng 10. 6 là 6 trừ đi 5 thì bằng 1. 7 là số 7 trừ đi 3, 7 trừ 3 thì bằng 4, số 4. 5 là 5 cộng với 2 là 2 thì sẽ 7. A là 8 mà trừ đi 6, 8 trừ đi 6 bằng 2, 2 là gì? 2 là 2. Ok, sang bài exercise 5, look and circle the correct answer. Câu số 0, người ta cho chúng ta 2 thì chúng ta khoanh 2 thôi. Câu 1, người ta cho chúng ta 5 thì chúng ta khoanh 5, 5 cái. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Câu số 2, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Câu số 3 là 3. 3 thì khoan 3. Câu số 4 là 6 thì khoan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Câu số 5 là 4 thì khoan vào 4. Câu số 6 là 1 thì khoan vào 1. Ok, sang exercise 6. Look and write the correct answer. Hãy nhìn và viết từ đúng. Đây là mấy cái, 4 cái. Nha, số 1 là mấy? Số 1 là 2. Số 1 là 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bên này sẽ là 6. Viết 6 vào. Số bài dưới đây. Rồi, câu số 3 của chúng ta là 1, 2, 3, 3. Câu số 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Câu số 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Câu số 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Câu số 7 là 7, đúng không? 7 cái cầu vồng, 7. Câu số 8 là 9. Ok, 9. Sang exercise 8. Điền từ còn thiếu vào A, B, A, B, C, D, E, F, G, H, I,
J K L M N O P Q R S T U V W S Y Z. Ok. Bài số 7 là bài nối. Bài nối. Quá dễ luôn. Rồi, 1 này, đây là for đúng không? 4 cái này là for. 6 là gì? 6 là six, six đâu? Ủa ông có six à? Six là không, cái bên dưới rồi. 1 2 3 4 5 6 7 đây. Rồi, 2 cái là chu đây. 9 đây. 9 là cái này nối lên và six cái này nối xuống đây. Nhảy trang nha. Rồi chúng ta xong cái bài starter sách bổ trợ chương trình tiếng Anh lớp 3 Global Success.